Bên công ty mình chuyên nhận thi công các quán hát karaoke và các phòng hát karaoke gia đình tại Hưng Yên, với những cái mẫu mà từ đơn giản cho đến phức tạp. Ví dụ như mẫu này là một cái mẫu siêu VIP do bên mình thi công bằng cái vật liệu inox chống cháy. Mẫu phòng hát này thì có thể phù hợp với cả phòng karaoke kinh doanh hoặc là phòng karaoke gia đình. Những thiết kế rất là tinh tế và đẳng cấp, nhìn đẹp lung linh luôn. Chính vì vậy mà những cái mẫu này nó rất khó có thể lỗi thời, hoặc nó không thể nào lỗi mốt được luôn. Mọi người có thể kinh doanh một vài chục năm thì sau này nó vẫn thế, nó không thể lỗi mốt được. Karaoke là một loại hình kinh doanh thu hồi vốn rất nhanh. Vậy nên nếu như ban đầu mà mọi người chịu khó đầu tư nó tốt tốt một chút thì mình sẽ thu hút được lượng khách hàng rất là lớn. Bởi vì khách hàng đi hát bây giờ thì họ cũng rất coi trọng cái vấn đề là nội thất phải đẹp.